Chú xin chào bà con cô bác trên YouTube. Clip này em về được mấy cái giò đạp Kim 125, về có 3 cây giò đạp đẹp không à. 3 cây nào cũng đẹp hết. Khoe đẹp hết. Xì rất đẹp nha anh em ha. Ốc số 10. Cây nào cũng đẹp, chỉ có 3 cây hàng tháo xe nha. Hàng tháo xe, không phải là hàng mới nha bà con ha. Bên trong nó có số nè. Nước xi của người Thái nó làm rất là độc chiêu của bài luôn. Giờ đạp Kim 125 tháo xe. Gắn giờ phu chờ 2, quay ớt 125, rồi phu chờ 2, phu chờ neo, phu chờ ít. Rồi nhiêu đó vừa nha, còn mấy xe khác không vừa nha bà con ha. Rồi, mấy xe khác anh em đừng mua về gắn được, phu chờ led QI thì anh em gắn vô được đó, nó cốt 125 nó vừa nè, nhưng mà nó đạp không có được. Nó đạp xuống đây sẽ đụng bô, mình gắn tượng trưng thì được. Kiểu gắn tượng trưng thì được ha, tại giờ đạp xi nó sáng cái xe đó. 400 ngàn cây nha bà con ha, chưa có tiền ship ha. Giá đồ giờ lên mà bán lên không được, bán càng ngày càng sụt không à. 400 ngàn cộng ship. Đồ đẹp, lựa đẹp, mua đẹp, giờ thì giá nó sẽ lên. Nhưng mà chúng ta bán thì bán ra này. Phục Kim 125 Thái Lan tháo xe nha. Em không có thời gian để chùi, để rửa gì hết trơn anh em ha. Nhưng mà phục đẹp, đắt đời 2020. Đó, cái giá cho anh em dễ tiêu dùng luôn. Nè, đắt đời 20 ha. 20S. 20S đó. Đó, 20S chứ không 20S. Đất đời 20. À, đầu cổ còn đẹp, không chùi không rửa luôn. Trời cội luôn. Đó, hình người còn đẹp. Không bị chóc. Vỏ còn đẹp nha, vỏ đen đẹp. Hình người còn ok. Vỏ thì có chạy lông chuột nha anh em ha. Nhưng mà cái nước sơn nó sáng. Ống xi. Ống xi đẹp. Thấy không? Ống xi đẹp, mấy cái phuộc anh em xài 10 năm nó chưa hư nữa. Có đẹp nè. Có rất là sáng không? Có dính phèn. Mà chưa có chùi, chưa gỡ chứ mà coi ha. Mấy cái phèn này thì dễ chùi thôi. Cái đồ giải đó, cái móng tay đẩy ra nó cũng ra nữa nè. Đập cái nhà đó nghe. Có đẹp. Vô dọn dẹp đi, mũi xịt tới nè, thuốc nè. Mấy cái này không có ấy, không chưa có chùi, nói chung là chưa có chùi gì hết ha bà con ha. Rồi có đẹp, ống xi đẹp, rồi vỏ đẹp. Đó, cái đồ thì phục anh em xài 10 năm chưa hư nữa thì Argo bảy màu nè. Anh em giờ mặc Argo nè ha, bảy màu. Đó, Argo này cũng bảy màu ha. Thùng đẹp trai luôn. Rồi cái mấy cái giá nè, đáng lý ra là 1,6 triệu thì mới có lời á. Em bán chịu gửi 5 chục luôn, phục đẹp nè. Chịu gửi 50, nó bán lại ít xịt luôn. Thằng cho nó lên đường thôi, có một cặp duy nhất anh em ha. Cặp hột 2020, 1,5 triệu. Anh em cộng thêm tiền ship nó có thể là trong tỉnh thì 16.500, 16.20, ngoài tỉnh thì 40 mấy 50 ngàn tùy theo địa phương, có địa phương xa thì 50 mấy ngàn, người ta căn ký người ta tính tiền. Cái này nó 2,4 kg đó, bỏ vô cái hộp nó là giải ra 2,4 kg. Đó, cái này có thể ship code cho anh em ha, 1,5 triệu cặp hột đời 2020 còn đẹp. Ống mặt go, từ hạt go, ống xi. Ha, từ Argo ống xi và có còn mới chóc, chưa chùi, chưa gỡ hết trơn. Ở đây có chạy lông chuột mấy cộng không quan trọng đâu, quan trọng là đẹp thôi. Chạy lông chuột nè, phục anh em xài 10 năm chưa hư đó. Rồi cặp phục cho qua nghe bà con ha. Trong cái này làm không có thời gian. Em làm rồi có nhớ em làm tiếp nữa. Hai anh em làm phụ rồi, em phụ tiếp. Đây là đu đèn tấm lửa anh em ha. Đuôi đèn tam lửa, hàng của Thái Lan, có bóng giữa và hai bóng nhan. Đó, rất là đẹp nha ha. Nhựa rất tốt, đuôi đèn tam lửa thì anh em nào có tam lửa thì gắn vô có cái chui này nè. Giờ để gắp cho cái đuôi là lẫm lúa thôi. Đúng thái anh em ha. Có chưa có bóng nè.
của công ty HMA nè ha. Sao cho lạ người ta cái điện thoại này nó sắp ra đòi tiền nè, HMA nghe anh em ha. Công ty HMA sản xuất đúng đồ Thái ha. Đây con HMA nè, được không? Rồi ở cái điện thoại cái này nó không có thấy đường cho ngài. Đây HMA ha. Sản xuất chấu dần khe bên trong không? Rồi anh em nào có xe tem lỡ liên hệ mua ha. Giờ bắt ốc bắt chích vô nè, cái phần ốc này cũng dày nữa nè. Có luôn cái bóng luôn. Chụp này đang chống cái vô nước luôn nè ha. Bóng hai tim. Bóng hai tim nha bà con ha, hai tim trong đó. Rồi tiếp theo là bên sườn. Chưa có gỡ luôn nhưng mà bên đẹp không à, chiếc này bên đẹp không anh em à ha, dây mềm không à. Bên đẹp dây mềm 400.000 sợi, bên sườn ghim 125. Hồi nãy có chiếc Trung Quốc tính kêu ông anh đậu chiếc Trung Quốc ở đây vô, trời nổi gầm ti như đạn, ít hào xăng chạy xịt. Mấy xe Trung Quốc hay là mấy xe Nhật của chúng ta mà gầm ti không đạt là cũng ảnh hưởng bên sườn anh em ha. Chiếc này bên sườn đẹp không à, 400.000 một sợi. Do quay nhỏ quay Trung Quốc vậy đó ha. Pha lóc trắng lóc đen 110 ZX pha cộng. Đó, còn Trung Quốc hay Majesty. Đó, dây nó bốn sợi anh em, giờ chế xe nào cũng được. Dây nó bốn tắc chứ. Nó lộn, dây nó bốn tắc có cái chụp Mogi luôn. Dây nó bốn tắc có chụp Mogi nè, pin nặng bao sóng nha anh em ha. Bao sóng. Bao sóng cho bà con luôn. Chưa gỡ đắt không mà, nhưng mà bên đẹp nè anh em dầm ha, dây sợi đầu cổ đẹp, dây mềm, bên nào cũng mềm hết. Chưa gỡ luôn đó, 400.000 một sợi, bên ghim trăm, bên sườn ghim 125 bao sóng. Bao sóng chết cho đổi trả luôn á. À, cái đây là gác chân ngang của Phu Chanel. Gác chân ngang của Phu Chanel, đồ của hãng Việt Nam nghe, 100.000 cây nhà em còn mấy cây, đồ chính hãng nha, đóng 900 ha. Còn mấy cây nữa bán cho nó hết luôn, xả luôn. Gác chân ngang hai tầng, nó không có tầng 2 nha, có cái gác chân ngang không có thùng không có gì chăng, chịu lỗi vậy đó, là 100.000 cây của Phu Chanel. Phu Chanel, Phu Chanel 2 xài chung được. Đó, gác chân ngang hai tầng 100.000 cây, đồ của hãng Việt Nam. Này. 100.000 cây. Chưa có tiền ship anh em ha. Cái đó là Phu Chanel 2, Phu Chanel. Đó, quay ớt 125. Gác chân ngang hai tầng đó. Còn cái cây này là quay ghim giờ xài chung đó, có cái cây bắt này luôn rồi. Vì là đưa vô là giờ là bắt bốn ốc là vô. Đây là cái gác chân có thằng ghim, ghim và quay pha lóc trắng lóc đen. Quay pha lóc trắng lóc đen. Dạ, ghim nhỏ đó, ghim cao rồi đó. Ghim Trung Quốc rồi đó, là nó xài chung, ghim Trung Quốc, ghim Super Trung Quốc rồi đó. Là sơn 100.000 cây. Rồi chưa có tiền ship nha, đồ mới của hãng Việt Nam ha, còn mấy cây nữa lên đường hết ba cái lô này cho qua luôn. Ngày sản xuất ha. Ngày 26 tháng 1 2022 ha, đặt tiêu chuẩn áp dụng. Rồi đồ của hãng Việt Nam. 100.000 cây cho lên đường luôn. Ghim qua Trung Quốc này nó có hai loại anh em, mua gắn ghim qua Trung Quốc thì em tư vấn cho. Cây này là cây cần thắng gram của Thái. Do quay S 125, quay G 125, Phu Chờ 2, Phu Chờ Neo, Phu Chờ X. Made in Thái Lan ha. Cần thắng gram của Thái, giá 250.000 cây. Đó. Giá 300 này xả 250 luôn, cởi nó đi. Nè, 250.000 cây. Dính bụi, dính phấn, tùm lum chân nè, chùi ra. Cần thắng gram không phải cần thắng si nha bà con ha. Gram chứ không phải si ha. Đây. Cần thắng gram có chữ B. Rồi vậy đó nha bà con ha. Phu Chờ 2, Phu Chờ Neo, Phu Chờ X, cần thắng gram của Thái 250.000. Cho qua luôn. Rồi hôm nay clip này em lên nhiêu đó đó. Hẹn bà con ở clip sau nha. Anh em có mua gì thì ủng hộ giùm. Nhất Đức còn, nhông sinh dễ lúc nào cũng có. Nhất Đức lúc nào cũng có. Ha.
phục hàng gã với phục phục cho bên sườn này về lai gai. Máy game 125 thì của người ta bán thì cũng về lai gai. Đó thì bên shop mình có nhiều đó đó. Hẹn bà con lại clip sau, đang muốn mua gì thì đăng ký kênh với bấm cái chuông để cập nhật clip mới đó. Cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.